Hello mọi người nha. Hôm nay em có sổ một cái cây rất là đẹp. Khu hoa thì cây này do trồng chưa đạt thì nó chưa được đạt lắm. Nhưng mà mặt bông này là một trong những cái mặt bông cực kỳ đẹp nha mọi người. Rất là xuất sắc và đáng chơi. Đây, chậu này thì hiện tại em chia được cho anh chị hai lá nha. À không, nếu mà hai lá thì cái lá này nó hơi xấu. Cái lá này hơi xấu mà để chia coi. Chia được hướng hướng chữ T 4 lá nha mọi người. Hướng chữ T 4 lá. Nếu mà chia hướng chữ T 4 lá thì giá nó hơi cao cao một chút. Cái hướng chữ T 4 lá này thì em chia sẻ cho anh chị là 900 ngàn đi. 900 ngàn. Tại vì có một lá nó bị khô á, nhưng mà cái thân thì nó không có sao hết. Hướng chữ T 4 lá là 900k nha. Một trong những cái mặt bông rất là đáng chơi và đáng sưu tầm. Hàng này là hàng sổ, mà sổ mà em bị mất mã sổ rồi mọi người. Do hồi lúc cứ thay chậu á, thay chậu sang chậu trồng lại, cái viết vút xóa lên trên chậu giờ nó mờ á, mất mã. Màu vàng nha, lưỡi rất là đẹp. Hoa này cực kỳ thơm luôn anh chị. Đó, cái này thì em để mấy ngày nó muốn tàn rồi em mới lôi ra em muốn quay video cho mọi người xem. Tại vì mấy bữa nay em bận á. Em chia được 4 lá nha mọi người. 4 lá là chia cho mọi người là 900 ngàn nha. Anh chị nào mà yêu thích cái dòng này thì anh bóc cho em. Còn nếu mà anh chị nào thích nguyên chậu á thì 1 triệu 2 nha. Nguyên chậu là 1 triệu 2 nha mọi người. Thì anh chị yêu thích cái dòng này thì cứ inbox cho em nha, hoặc gọi điện thoại tiếp cho em theo số điện thoại là 0914727162 nha mọi người.